Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đã có công điện hỏa tốc gửi các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên, các sở ngành có liên quan. Công điện nêu rõ, mực nước trên sông Hồng hồi 7 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại trạm thủy văn Hưng Yên là 5,56 m, trên báo động 1 là 6 cm và tiếp tục lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 9 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên và các sở ngành thực hiện những nội dung sau. 1. Thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. 2. Kiểm tra rà soát và chuẩn bị các loại vật tư phương tiện nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. 3. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông phải có biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, kiểm tra rà soát đảm bảo an toàn các tuyến đê bối, thông báo cho người dân khẩn trương kịp thời thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt. 4. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò dọc ngang, yêu cầu chủ các phương tiện phải chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động của những phương tiện không đủ điều kiện về an toàn theo quy định. 5. Kiểm tra rà soát các công trình đang thi công liên quan đến an toàn đê điều, chuẩn bị vật tư phương tiện nhân lực và hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang hoặc có biện pháp gia cố đảm bảo an toàn chống lũ.